ngờ với lợi ích của giấy đa năng trong căn bếp. Ngoài chức năng để lau tay, thấm hút dầu thì giấy đa năng còn nhiều công dụng tuyệt vời mà có thể bạn chưa biết tới. Hút dầu mỡ khỏi súp, canh. Giấy đa năng được biết đến với khả năng thấm hút, đặc biệt là hấp thụ dầu từ thức ăn chiên, rán để món ăn giòn và ngon hơn. Nhưng ngoài các món chiên, giấy đa năng còn có thể thấm dầu từ các thực phẩm khác như nước dùng hay đơn giản là một bát canh. Bạn hãy múc đầy canh ra bát, sau đó từ từ đặt khăn giấy lên trên nước. Mỡ ở trên sẽ được hút hết và khi lấy khăn giấy ra, bát canh sẽ trong hơn. Bọc rau để giữ được lâu hơn. Rau mới mua về chỉ để được trong tủ lạnh vài ngày là bắt đầu héo và thối rữa. Đó là do rau tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với hơi lạnh, hơi nước và độ ẩm. Khi gặp vấn đề này, chúng ta hãy sử dụng loại giấy đa năng có khả năng thấm hút nước và chống lạnh để giúp kéo dài tuổi thọ cho những loại rau tươi này. Nếu các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, rau diếp hoặc thậm chí là ớt, hãy gói trong khăn giấy trước khi bảo quản trong túi diệp hoặc hộp kính để làm lạnh. Nó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của những loại rau này thêm một tuần. Dùng để thay thế nắp hộp trong tủ lạnh. Trước khi cho thức ăn vào lò vi sóng, các vết bẩn và mùi hôi từ những thực phẩm này sẽ lây lan qua lò vi sóng. Bạn hãy sử dụng giấy đa năng thay cho nắp hộp. Giấy đa năng có thể hấp thụ dầu mỡ hoặc vết bẩn thức ăn. Khi sử dụng xong, bạn có thể bỏ giấy vào thùng ngay mà không cần vệ sinh gì cả. Nướng thịt. Cho dù bạn nướng thịt bằng chảo hay nướng trong lò, nó luôn để lại rất nhiều dầu mỡ. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể dùng giấy đa năng để trợ giúp. Chỉ cần đặt nó ở dưới cùng trước khi đặt thịt nướng vào đĩa, và đặt lên thêm một lớp khác trước khi cho vào lò nướng. Giấy đa năng sẽ thấm bớt dầu để không bị tràn ra ngoài. Thịt ba chỉ sẽ khô, giòn và không còn nhiều dầu mỡ như trước nữa. Vậy là bạn đã có một món ăn ngon chiêu đãi cả nhà, làm cho đường không bị vón cục. Khi mở lon đường ra, bạn thấy đường đóng thành cục cứng rất khó múc thì không nên dùng thìa ấn hoặc nạo mất thời gian. Bởi vì chúng ta đã có một cách dễ dàng hơn là từ từ đổ đường ra hộp có vi sóng, sau đó rút một tờ khăn giấy ra và nhẹ nhàng rắc hoặc đổ nước vừa đủ. Cuối cùng đậy nắp hộp lại trước khi cho vào lò vi sóng khoảng 30 giây, khi lấy ra bạn sẽ thấy đường không bị vón cục nữa. Làm sạch thảm và vải bọc. Nếu vết bẩn không may dây ra trên thảm hoặc đồ gia dụng bọc vải thì giấy đa năng là một trợ giúp tuyệt vời. Vì nếu là vết bẩn vừa mới dính, bạn sử dụng giấy để hút thấm rồi tiến hành làm sạch. Đối với những vết bẩn lâu ngày để lại, bạn có thể kết hợp với nhiều dung dịch tẩy rửa khác nhau bằng cách đặt khăn giấy lên vết bẩn và đổ chất tẩy rửa vào. Sau một thời gian, tờ giấy đa năng sẽ hút dần những chất bẩn còn sót lại. Làm hoa khô. Gấp hoa trong sách là một cách làm hoa khô phổ biến, dễ dàng và không tốn kém. Tất cả những gì bạn cần là một cuốn sách dày và giấy khô, không dầu. Giấy đa năng là một loại giấy hoàn hảo nhất. Trước khi đặt hoa lên đầu sách, bạn hãy lót một hai lớp khăn giấy lên trên và dưới để hút ẩm và vết bẩn từ hoa để chúng không làm bẩn sách. Sau khoảng 2 tuần, hoa sẽ bung ra, khô lại và có hình dáng đẹp.